Mèo Ú Review xin chào tất cả các bạn. Vắt sữa bò thì chắc mọi người quá quen thuộc rồi. Thế các bạn đã bao giờ được tận mắt chứng kiến quá trình vắt nọc độc rắn chưa? Ngày hôm nay, anh chú Hàn Quốc này sẽ giúp bạn mở mang tầm bắt. Địa điểm sẽ là tại một sở thú với rất nhiều con vật độc lạ Bình Dương. Bạn có đoán được con vật đáng yêu này là gì không? Chúng là những con gấu mèo châu Phi đấy. Nhìn nó khác hẳn các loài gấu mèo bình thường nhỉ? Nhưng độ đáng yêu thì không giảm chút nào. Còn mấy cục bông mũm mĩm đáng yêu này là những con sóc chuột. Chúng vừa chào đời cách đây không lâu nên còn khá nhút nhát. Nhìn mấy cục cưng này đáng yêu muốn xỉu, mèo chỉ muốn bế chúng về nhà nuôi luôn. Chân dài là của đại gia, đầu to chân ngắn chính là em đây. Loài này có khả năng sinh sản rất tốt, từ 1 tới 2 lần trong năm. Hê sờ lô anh bạn rùa lá đi nào. Mấy con chuột lang nước siêu to khổng lồ này có vẻ ngoài khá khó gần, nhưng thật ra lại là loài gặm nhấm thân thiện. Vuốt ve như này còn phê hơn cả cắn kẹo hít kẹ ấy chứ. Đôi chân có mang sẽ giúp chúng bơi lội dễ dàng hơn và trở thành những vận động viên cừ khôi. U là trời, ở đây còn nuôi cả một đàn cá trà bạc với cá trà bu nữa. Và nhân vật chính ngày hôm nay đây rồi, một con rắn đuôi chuông cực độc. Phải thật cẩn thận không thì Sukarna nó lại tặng cho anh một vé lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân luôn. Anh chú sẽ nhanh chóng vắt nọc của nó vào chiếc cốc này rồi thả nó trở lại chuồng cho chắc cú. Một con rắn khác cũng to không kém, cảm thấy đe dọa nên đuôi nó đang rung lắc dữ rồi. Chưa kịp làm ăn gì mà nọc độc nó đã tự phun ra rồi. Đôi găng tay hàng Shopee này cũng được việc phết đấy chứ. Công việc vắt nọc mấy con rắn cơ bản cũng dễ, cứ làm đúng như trong video là được. Còn có sống sót nguyên vẹn được không thì mèo không biết. Nhìn cái cặp răng nanh khổng lồ của nó kìa, cắn yêu cho một cái thì yên giấc ngàn thu luôn. Nếu không may bị một con rắn đuôi chuông cắn, bạn sẽ bị mất máu tới khi tử vong vì trong nọc của chúng chứa chất chống đông máu. Thậm chí, các mạch máu của bạn sẽ vỡ ra và các tế bào thì bị hoại tử. Ngoài ra, chất độc thần kinh trong đó sẽ khiến bạn có cảm giác chóng mặt buồn nôn. Bây giờ, anh chú sẽ thực hiện một thí nghiệm nhỏ là dùng tiếng vẹt gọi bạn tình và xem phản ứng của mấy con trong chuồng. Kết quả là cả đàn vẹt cứ bay qua bay lại tìm nơi phát ra tiếng động. Bọn này ngốc thật đấy. Ghé qua chào hỏi mấy bạn chuột lang đáng yêu lần nữa rồi bắt tay vào công việc chính thôi. Đố mọi người biết anh chú sẽ dùng số nọc này làm gì? Mèo chưa nói thì sao mà biết được. Hôm nay anh sẽ thực hiện một thử thách thú vị cho mọi người xem. Số sâu bột và dế non này sẽ là chuột bạch thí nghiệm. Liệu chúng sẽ phản ứng thế nào khi bị đưa chất độc vào cơ thể? Hãy cùng mèo Ú theo dõi tiếp nhé. Anh cho sâu và dế vào cùng một hộp, sau đó dùng giấy mềm lấy nọc độc ra rồi thả vào đó. Mới để một lúc mà nó đã đông lại như thạch. Anh có món mới này ngon lắm, đến ăn thử đi các em ơi. Một vài con sâu đã nếm thử nọc rắn nhưng chưa thấy chúng có phản ứng gì khác lạ. Còn mấy con dế này có khi thành tinh rồi, chẳng con nào chịu dính bẫy cả. Anh chú sẽ dụ dỗ chúng thêm một lúc nữa. Anh không tin bọn này lại thông minh như người thế được. Bọn dế cứ đi qua đi lại mà không mảy may gì đến số nọc trước mặt. À đây rồi, đã có những con đầu tiên dừng lại và ăn. Sau một giờ đồng hồ anh chú quay lại thì thật bất ngờ, những con dế vẫn sống sót và khỏe mạnh như thường. Kết quả của thí nghiệm là nọc độc rắn không thể làm hại được côn trùng. Dù cho chúng có kích thước nhỏ bé nhưng vì lý do thần kỳ nào đó chúng không hề bị tổn thương. Kết quả thu về không được như mong đợi nên anh chú Hàn Quốc quyết định dùng khả năng báo thủ bẩm sinh của mình để đi báo tiếp. Chỉ thấy ngay sau đó anh đã có mặt tại một trang trại. Anh chủ ở đây mờ lem quá các bạn nhỉ. Nghiện ngập thì có thể cai nhưng mê trai đầu thai mới hết. Nhà không có gì ngoài điều kiện, anh mở trang trại nuôi mấy con này cho vui, làm vì đam mê là chính. Hiện tại anh đang nuôi rất nhiều loài vật khác nhau. Có rất nhiều con đã bắt đầu sinh sôi phát triển. Chẳng hạn như con cừu non này mới chào đời cách đây không lâu. Lần đầu tiên anh thực hiện đỡ đẻ cho một con vật và cảm thấy rất yêu thích công việc ấy. Còn bên này là khối gia tài kếch xù của anh. Con gà chiến này được anh đổ hết vốn liếng vào đầu tư, giờ chỉ chờ ngày ra quân chinh chiến nữa thôi. Con thỏ này nhỏ nhưng có võ, nó vừa hạ sinh một em bé đầu tiên. Đúng là gái một con trông mòn con mắt mà. Phía trong này là phòng làm việc và lò ấp trứng. Tất cả số trứng thu hoạch được trong trang trại sẽ được tập kết ở đây. Các bạn có nghe thấy tiếng đàn gà con đang ríu rít trong đó không? Có cả những con non chưa chịu chui ra khỏi vỏ nên anh sẽ giúp chúng một tay. Tiếng kêu đầu đời bao giờ cũng ý nghĩa và thiêng liêng nhất. Số gà con vừa nở ra sẽ được anh chủ di chuyển tới nơi chăm sóc mới. Anh chú cũng vừa tự mình giúp đỡ một chú gà chào đời. Anh đang thấy có hứng thú với công việc này. Chắc là sau hôm nay khi trở về, anh sẽ xem xét đến việc mua lồng ấp trứng về và tự mình ấp ra những quả trứng như này. Số gà nở ra ngày hôm nay nhiều không đếm xuể. Bạn nào có cặp mắt cú vọ đếm được bao nhiêu con thì nhớ bình luận xuống dưới cho mèo biết với nhé. Để ấp được một ổ trứng như này sẽ cần khoảng 21 ngày. Trong thời gian đó, anh chú phải liên tục theo dõi kiểm tra để nắm được thể trạng từng quả trứng. Bây giờ cả đàn gà sẽ tới nơi ở mới với đèn sưởi ấm áp và đồ ăn đầy đủ. Hàng ngày chúng sẽ được anh cho uống nước ấm và ăn những món ngon nhất cái nách. Thức ăn chủ yếu của gà sẽ là cám và những loại côn trùng nhỏ. Mấy cái này thì anh chủ hoàn toàn có thể mua được. Tụi nó mà đòi ăn tôm hùm với cua hoàng đế anh cũng phục vụ luôn ấy chứ. Nhà anh có gì ngoài điều kiện đâu. Nhìn mấy con gà với đầy đủ giống loài màu sắc khác nhau thật đáng yêu. Sự chú ý của ta lỡ va phải vào bộ lông tơ vàng mượt óng ả này. Còn em bé này thì trông như một con cú phiên bản mini vậy. Nếu có cơ hội, bạn muốn sở hữu mấy con gà bé nhỏ đáng yêu này không? Chứ mèo thì thích lắm.
miễn chúng nó đừng ị đầy ra nhà là được. Hai em này thì lại có ngoại hình giống những chú chim cánh cụt, có thực mới vực được đạo, anh chủ sẽ cho chúng ăn bữa ăn đầu tiên trong đời. Đây là món cám ngô đặc biệt thơm ngon. Nếu bạn tò mò bố mẹ của những chú gà trông như nào thì anh chủ sẽ giới thiệu ngay bây giờ. Đây là con gà trống với cái màu đỏ chót, nhìn dũng mãnh như này bảo sao trứng nở ra không nhiều cho được. Nhìn cái rụng trứng trong truyền thuyết là đây chứ đâu. Bây giờ cũng đã đến lúc nói tạm biệt anh giám đốc đẹp trai và đàn gà con đáng yêu rồi. Trong chuyến đi hôm nay, anh chú Hàn Quốc đã được gặp gỡ nhiều loài vật đáng yêu và hiểu thêm về tập tục sinh hoạt của chúng. Để kết thúc hành trình này, anh sẽ dừng chân tại một con đập nước lớn. Mọi người thử nghĩ xem ở đây thì thường sẽ có nhiều loài vật nào nhỉ? Câu trả lời không gì khác chính là cá rồi. Đặc biệt ở vùng nước rộng lớn như này thì hứa hẹn sẽ có đa dạng các loài cá khác nhau. Nếu muốn biết hôm nay anh chú sẽ gặp những điều thú vị gì thì nhớ theo dõi hết video này nhé. Đang mải mê tìm kiếm thì u là trời, anh phát hiện cái gì đó đang vùng vẫy rất mạnh. Tiến đến gần thì đó là cả một bầy cá đang mắc cạn. Mấy con này mà bắt hết về om dưa thì cả họ anh ăn cũng không hết được. May mà quốc tịch Hàn Quốc chứ gặp phải các báo thủ Việt Nam thì các em vào nồi hết. Lương tâm của một người yêu động vật không cho phép anh nghĩ đến việc bắt cá về oánh chén. Vậy nên, anh chú sẽ nghĩ cách giải cứu chúng. Nhưng có vẻ đàn cá không có nhu cầu lắm. Anh chạm vào thì chúng bắt đầu quẫy rất mạnh để thoát ra. Có khi nào chúng đang thực hiện thử thách mạo hiểm thì bị anh làm phiền không? Đã thế anh sẽ mặc kệ và di chuyển tới khu vực khác cho đỡ tức. Nước ở đây trong vắt, có thể nhìn thấy tận đáy. Anh chú bắt đầu nhặt những tảng đá lớn ra để tìm kiếm gì đó. Xa xa kia anh vẫn đang thấy một đàn cá khác mắc cạn. Nhưng không ai tắm hai lần trên một dòng sông, cũng không ai ngu tới lần thứ hai cả. Anh quyết định mặc kệ chúng luôn, không dại gì làm chuyện vô nghĩa lần nữa đâu. Không kìm được, anh tiến lại gần và bắt một con cá lên tra hỏi. Thế rốt cuộc là có cần anh giúp hay không? Nhưng con cá thì làm sao hiểu tiếng người mà trả lời. Nó chỉ có thể quẫy thật mạnh đuôi cho anh biết là hãy thả tôi ra. Thấy thế anh chú bèn thả nó đi luôn. Ôm một cục cứt à nhầm cục tức quay trở lại xe, anh chú quyết định tìm tới một chuyên gia trong lĩnh vực bắt cá để hỏi rõ hơn về vấn đề này. Chuyên gia chỉ cho anh tìm tới một con đập khác lớn hơn. Liệu ở đây, anh có thể giải đáp được thắc mắc về đàn cá mắc cạn kia không? Cùng chờ đợi câu trả lời nhé. Dòng nước ở đây chảy rất xiết nhưng đi nãy giờ mà anh vẫn chưa thấy con cá nào cả. Có khi nào là một cú lừa không nhỉ? À đây rồi, lại là một đàn cá khác nhưng trông chúng không giống đang mắc cạn lắm, mà chúng lại đang xếp thành hàng và bám chặt lấy hòn đá trước mặt, dường như đang cố gắng bám trụ để không bị nước cuốn đi. Sau khi hỏi chị Google thì anh biết được, đây là loài nước ngọt chuyên sống ở những con đập bơm nước. Hiện tượng này là chúng đang cố gắng để không bị cuốn trôi ra biển. Thậm chí trong một số trường hợp, trên đường ra biển, chúng sẽ bị tấn công và săn bắt bởi những con gấu to lớn. Đây quả thật là nghị lực sống phi thường, chúng chỉ đang cố gắng chống chọi để đảm bảo an toàn bản thân. Nhiều con còn đang dùng hết sức bình sinh để lội ngược dòng. Anh xin lỗi vì đã trách nhầm các em nhé. Các bạn thấy sao về hành trình ngày hôm nay và có ấn tượng với nghị lực của những con cá này không? Nhớ để lại bình luận phía dưới cho Mèo biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.